Thưa quý vị và các bạn, Quang Hải lên tiếng sau khi ghi bàn thắng lịch sử ở Pau FC. Quý vị và các bạn thân mến, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có chia sẻ nhanh với chúng tôi sau khi ghi bàn thắng lịch sử giúp cho Pau FC thoát khỏi trận thua trước Rodez. Thưa quý vị, Quang Hải trở thành người hùng của Pau FC trong trận đấu với Rodez. Sau khi được tung vào sân ở phút thứ 78, tiền vệ người Việt Nam đã tỏa sáng với bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 cho Pau FC ở phút thứ 86. Bàn thắng này không chỉ giúp cho Pau FC thoát khỏi trận thua mà nó còn mang ý nghĩa rất lớn đối với Quang Hải và bóng đá Việt Nam. Theo đó thì ngôi sao sinh năm 1997 đã trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn thắng ở nước Pháp. Sau trận đấu với Rodez, Quang Hải đã có những chia sẻ nhanh, trong đó tiền vệ này thừa nhận vô cùng hạnh phúc sau khi làm nên lịch sử. Cựu cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội chia sẻ, đây là bàn thắng có ý nghĩa rất lớn với cá nhân tôi. Pha lập công đầu tiên trên đất Pháp đã tiếp thêm động lực cho tôi sẽ tiếp tục cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa để đóng góp vào thành tích chung của Pau FC. Trước đó khi có những bàn thắng đã được ghi của những cầu thủ khác, và trước khi có được bàn thắng này, Quang Hải đã trải qua thời gian cực kỳ thất vọng ở Pau FC. Tiền vệ người Việt Nam đã ra sân 7 trận cho câu lạc bộ hạng 2 của Pháp, đá chính 2 trận nhưng không có nổi một bàn thắng và pha kiến tạo nào. Nhiều người lo ngại rằng Quang Hải sẽ trở lại thành người thừa ở Pau FC. Tuy nhiên thì huấn luyện viên trưởng của họ vẫn tin tưởng và dành sự quan tâm đặc biệt cho tân binh người Việt Nam. Trong thời gian Quang Hải trở về tập trung cùng với đội tuyển Việt Nam, ông từng chia sẻ rằng Quang Hải gặp một số vấn đề ở Pau FC. Cụ thể đầu tiên là sự thay đổi về sơ đồ chiến thuật không có lợi cho Quang Hải. Ngoài ra thì sự khác biệt về tốc độ, cường độ chơi bóng giữa V-League và Landwick 2 cũng tạo ra những khó khăn rất lớn với cầu thủ này. Quang Hải biết rằng mình đang gặp nhiều trở ngại, bản thân cậu ấy cũng đang rất nỗ lực nhưng cũng cần có thêm thời gian. Tôi có thể cho Quang Hải đá chính nhưng điều có thể càng tạo áp lực khó khăn với cậu ấy. Tôi tin vào Quang Hải, tin vào tiềm năng của cậu ấy. Quang Hải có tố chất tốt, đặc biệt là những đường chuyền quyết định, nhưng trong bóng đá hiện đại ở châu Âu, chừng đó là không